Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 1 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng và đoàn công tác đến thăm tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã Ngọc Đào, Mạ Ba, Lũng Nặm, Hồng Sĩ và Nội Thôn, huyện Hà Quảng. Theo đó, đoàn tặng 45 suất quà cho các hộ dân ở 2 xã Ngọc Đào, Mạ Ba, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tặng 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các xã Lũng Nặm, Hồng Sĩ và Nội Thôn. Đánh giá kết quả đạt được ở khu dân cư, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Giáp mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chúc các hộ gia đình vui xuân đón Tết đầm ấm, bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Sáng ngày 1 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà chung vui đón Tết tại xóm Đồng Tâm, xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa. Xóm Đồng Tâm có 65 hộ và 300 nhân khẩu, số hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 83%. Những năm qua, nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, đời sống vật chất tinh thần của người dân đã có nhiều chuyển biến. Người dân luôn tham gia đóng góp công sức, kinh phí, hiến trên 2.000 m2 đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xóm đã đạt 10 trên 16 tiêu chí. 63 trên 65 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96,9%. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Chung vui đón Tết với đồng bào dân tộc xóm Đồng Tâm, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoan nghênh những kết quả bà con xóm đạt được. Thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch mong muốn bước sang năm mới, từng người dân, từng gia đình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, đoàn công tác trao tặng 73 suất quà Tết, trong đó có 65 suất cho các hộ dân của xóm Đồng Tâm và đại diện 8 xóm lân cận, mỗi suất quà 500.000 đồng. Trao quà cho tập thể xóm Đồng Tâm và Ủy ban Nhân dân xã Cai Bộ. Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 1 tháng 2, đoàn đại biểu huyện Thạch An đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch biên giới chiến thắng Đông Khê năm 1950 tại thôn Nà Lạn, xã Đức Long. Dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu của huyện đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thạch An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn đại biểu huyện Thạch An nguyện đoàn kết thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Sở Công Thương vừa tổ chức chương trình gặp mặt nguyên lãnh đạo cán bộ công chức viên chức Sở qua các thời kỳ, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở bày tỏ lòng tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ công chức viên chức hưu trí. Đồng thời thông tin khái quát kết quả hoạt động của ngành trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, cả 3 trên 3 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đều đạt và vượt kế hoạch năm.
giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.700 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Thương mại điện tử chuyển biến tích cực, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Buổi gặp mặt là hoạt động diễn ra thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện tình cảm, sự tri ân của công chức, viên chức Sở Công Thương đối với những đóng góp cống hiến của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của ngành. Cục Hải quan tỉnh vừa tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và tặng quà các hộ nghèo nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại xã Mỹ Hưng và Cách Linh, huyện Quảng Hòa. Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025, Cục Hải quan tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công phụ trách giúp đỡ xã Cách Linh và Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Cục đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thành lập tổ công tác giúp đỡ hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn từ xã hội hóa và cán bộ công chức người lao động tham gia, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh ủng hộ 22,1 triệu đồng cho Quỹ Nông thôn mới của tỉnh. Năm 2023 tặng 22 suất quà cho các gia đình khó khăn của hai xã Mỹ Hưng, Cách Linh, tổng trị giá 12 triệu đồng. Để tiếp tục ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới tại hai xã Mỹ Hưng và Cách Linh, Cục Hải quan tỉnh đã hỗ trợ cho mỗi xã 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của đoàn viên công đoàn và trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn hai xã nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong đó xã Mỹ Hưng 50 suất quà, xã Cách Linh 50 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Cục Hải quan tỉnh, kịp thời hỗ trợ các xã được phân công phụ trách phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Huyện ủy Hà Quảng vừa tổng kết thực hiện chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Thực hiện chỉ thị số 35 CTTU, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện. Tổ thẩm định đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định trước nội dung, nhân sự, chương trình, kịch bản đại hội, các tổ chức cơ sở đảng, tham mưu Ban Thường vụ Huyện định hướng những nội dung lớn vào dự thảo báo cáo chính trị, cho ý kiến về đề án nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Công tác tổ chức đại hội từ huyện đến cơ sở được đổi mới, đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc chuẩn bị đề án nhân sự được thực hiện chặt chẽ, công tâm, khách quan, thực hiện bầu cử đúng quy trình, phát huy dân chủ, đảm bảo cơ cấu, định hướng chất lượng cấp ủy về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao hơn nhiệm kỳ trước. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh do rét đậm rét hại, một số nguyên nhân khác dẫn đến gia súc bị thiệt hại do một số gia đình chưa thường xuyên vệ sinh nền chuồng trại, để nền chuồng trại ẩm ướt, một số con nghé và trâu gầy sức chống chọi và đề kháng với giá rét yếu. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Cục Chăn nuôi đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống rét đậm, rét hại cho vật nuôi. Tuy nhiên, do không khí lạnh kéo dài, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đời sống sản xuất và thiệt hại gia súc của người dân. Trong tổng số 325 con gia súc bị chết, bao gồm 236 con trâu, 83 con bò và 6 con ngựa, dê. Trừ thành phố Cao Bằng có 9 huyện đều có gia súc chết do đói rét. Các huyện có số lượng thiệt hại lớn hơn cả là huyện Trùng Khánh 111 con, huyện Hạ Lang 55 con, huyện Bảo Lạc 44 con, Quảng Hòa 34 con. Bên cạnh do rét đậm, rét hại,
Một số nguyên nhân khác dẫn đến gia súc bị thiệt hại do một số gia đình chưa thường xuyên vệ sinh nền chuồng trại để nền chuồng trại ẩm ướt, một số con nghé và trâu gầy, sức chống chọi và đề kháng với giá rét yếu. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, quyết liệt chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng chống ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Cục Chăn nuôi đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống rét đậm rét hại cho vật nuôi. Tuy nhiên, do không khí lạnh kéo dài, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện rét đậm rét hại, ảnh hưởng đời sống, sản xuất và thiệt hại gia súc của người dân. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình báo cáo mô hình điểm bảo tồn di sản then gắn với phát triển du lịch và ra mắt nhóm bảo tồn và phát triển di sản then thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Qua thời gian luyện tập, nhóm bảo tồn và phát triển di sản then thị trấn Nước Hai đã giản dựng 8 tiết mục để phục vụ các đoàn khách du lịch khi có nhu cầu thưởng thức hát then đàn tính, cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương. Đồng thời, nhóm có truyền dạy hát then đàn tính vào các trường học trên địa bàn. Nhóm bảo tồn và phát triển di sản then thị trấn Nước Hai gồm 15 thành viên và 7 cộng tác viên. Mô hình thí điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản then gắn với phát triển du lịch tại huyện Hòa An là một trong những hoạt động thiết thực cụ thể hóa xây dựng đề án, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2022-2025. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm bình ổn thị trường dịp cuối năm và nhất là Tết Nguyên đán sắp tới, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đang tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường. Thời điểm này, tại các siêu thị, chợ và cửa hàng, hàng hóa được bày bán dồi dào phong phú về nhiều chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Sức mua cũng bắt đầu tăng mạnh ở những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, quần áo, giày dép. Nhằm bảo đảm ổn định thị trường, tạo môi trường lành mạnh cho sản xuất kinh doanh phát triển, đội quản lý thị trường số 1 đã đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Về cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thì đội cũng đã thực hiện xây dựng rõ các tuyến địa bàn trọng điểm, các khu đông dân cư, cũng đã qua rà soát nắm tình hình, kiểm tra các cửa hàng lớn, siêu thị kinh doanh những mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đồ đông lạnh để phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dịp đón Tết Giáp Thìn 2024. Dù sức mua tăng cao nhưng các cửa hàng, siêu thị, các cơ sở sản xuất cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật trong kinh doanh. Bên đơn vị chúng tôi thì cũng được thường xuyên các lực lượng chức năng, đặc biệt là quản lý thị trường cũng thường xuyên đến tuyên truyền và hướng dẫn cho chúng tôi để nắm bắt được các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có xuất xứ. Tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là cam kết là khi nhập hàng vào cửa hàng thì chúng tôi cũng thường xuyên là phải lọc lựa các hàng có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cho khách hàng của chúng tôi khi đến với cửa hàng thì luôn luôn được lựa chọn những sản phẩm tốt nhất. Theo đánh giá của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, hoạt động buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn diễn ra ở cả thành thị và nông thôn, nhất là trong những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bình ổn thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, rồi kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là các cái hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chúng tôi chỉ đạo các đội quản lý thị trường địa bàn chủ động phối hợp cơ quan y tế, cơ quan công an và các cái cơ quan chức năng khác để kiểm tra, kiểm soát
an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 như là bia rượu, nước giải khát, bánh kẹo, rồi thực phẩm. Qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi kết hợp với xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thương mại để nâng cao nhận thức của tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với chức năng của cơ quan quản lý trường thì chúng tôi kiến nghị các tổ chức cá nhân cũng như người tiêu dùng hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn các sản phẩm hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của trên địa bàn tỉnh và các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Chỉ tính riêng năm 2023, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 549 lượt cá nhân tổ chức kinh doanh trên địa bàn, phát hiện xử lý 296 vụ vi phạm hành chính, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu thanh lý trên 577 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy trên 300 triệu đồng. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm thương mại, nhất là trong dịp Tết, cần có sự phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cần lưu ý lựa chọn những mặt hàng có thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời tích cực phối hợp lực lượng chức năng phát hiện tố giác những hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, ngày 23 tháng Chạp, theo quan niệm của người Việt, mỗi gia đình sẽ làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, sum vầy sau một năm lao động vất vả, nên các khu chợ đông đúc, nhộn nhịp do lượng người mua sắm phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Cao Bằng. Để phục vụ nhu cầu sắm lễ, tiễn táo về trời, các mặt hàng đồ cúng được phục vụ bày bán đa dạng chủng loại, giá cả phải chăng tại hầu hết các chợ dân sinh. Theo những người bán hàng, các mặt hàng mã được nhập cách đây một tháng. So với năm trước, năm nay đồ lễ cúng ông Công, ông Táo được làm tinh xảo và nhiều mẫu mã mới với màu sắc đa dạng. Năm nay mình đã nhập hàng từ sớm ạ, để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm ngày lễ của người dân. Nên đồng thời nhập hàng sớm nên là giá cả cũng ổn định hơn. Mẫu mã nhiều loại hàng đẹp để khách hàng có thể lựa chọn dễ dàng. Ghi nhận tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố, hàng hóa được các tiểu thương bày bán khá đa dạng, phong phú, dồi dào, giá cả ổn định, mặc dù sức mua có tăng. Đối với giá vàng mã năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái ở mức từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng. Giá các mặt hàng hoa quả tươi có tăng giá một chút so với ngày thường. Dưa lưới 65.000 đến 75.000 đồng một kg, dưa hấu 25.000 đến 30.000 đồng một kg. Cam canh 60.000 đến 75.000 đồng một kg. Đối với các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, giá cả mặt hàng này cũng không tăng so với ngày thường. Như tôm sú từ 250.000 đồng một kg đến 400.000 đồng một kg, mực ống từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng một kg. Đối với cá chép cũng được người dân ưa chuộng, giá cả từ 20.000 đến 40.000 đồng trên 3 con tùy kích thước. Có thể thấy thị trường đồ cúng ông Công ông Táo hiện rất sôi động và nhộn nhịp, với nguồn cung dồi dào chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đây còn là dịp để người thân, gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ôn lại năm cũ đã qua để tiếp thêm động lực cho năm mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến hải trình thăm tặng quà Tết tại quần đảo Trường Sa, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đã gặp gỡ các chiến sĩ trẻ, những thanh niên 18 đôi mươi lên đường làm nhiệm vụ nơi đảo Tiền Tiêu. Câu chuyện về hai chiến sĩ trẻ sáng tác và hát rap trên bong tàu qua phóng sự sau sẽ cho thấy hoài bão, sở thích và cả những dự định ấp ủ của những người trẻ sẵn sàng ra nơi đầu sóng ngọn gió vì bình yên của Tổ quốc. Trên hải trình ra đảo xa, cứ mỗi buổi sáng nơi bong tàu, hai chiến sĩ trẻ này lại miệt mài với cuốn sổ và chiếc loa nhỏ. Nhập ngũ, cả hai được biên chế cùng đơn vị huấn luyện.
hai người trở nên thân thiết bởi cùng sở thích sáng tác và hát rap. Nhạc rap đối với em là nó giống như là một cái sở thích. Vô đây thì cũng có thời gian rảnh nhiều, với lại cũng gặp được bạn bè, rồi có một số người cũng giống mình, cho nên là ngồi lại chơi với nhau, ngồi nói chuyện và nghe nhạc rap. Xong thì một ngày nọ thì ổng hai đứa hứng lên thì biết ngồi viết với nhau, ngồi nói chuyện rồi chia sẻ rồi viết lại với nhau. Chung niềm đam mê, chia sẻ sở thích, những buổi trò chuyện, trao đổi trên bong tàu đã giúp cho Khôi và Dương hoàn chỉnh cho mình một bài rap về sự trưởng thành của bản thân, hành trình trở thành người lính hải quân. Đoạn ấn tượng nhất là đoạn giữa của bạn kia. Em thấy bạn đó viết rất là hay. Đoạn nói về hành trình ra đảo phải không? Dạ đúng rồi. Với những chiến sĩ trẻ mới ra đảo, chặng đường phía trước sẽ là nắng, gió, là những buổi thao trường đẫm mồ hôi. Nhưng chắc chắn sau những giờ luyện tập, trực gác, chiếc loa nhỏ và những bài hát ưa thích, những lời rap về cuộc sống sẽ giúp các chiến sĩ thêm động lực, niềm tin để vững chắc tay súng và không quên bồi đắp ước mơ, hoài bão lớn của mình. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh vừa tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật chào xuân năm 2024 giữa các câu lạc bộ năng khiếu của nhà trường. Chương trình với sự tham gia của 300 lượt học sinh đang sinh hoạt tại 5 câu lạc bộ của nhà trường, gồm câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ cùng em khám phá công viên địa chất, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ hát then đàn tính. Chương trình liên hoan bao gồm các tiết mục ca múa nhảy, nhạc kịch, tiểu phẩm, với các nội dung ca ngợi quê hương đất nước, khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Thông qua chương trình nhằm đánh giá hoạt động của các câu lạc bộ, đồng thời cũng là sân chơi bổ ích để các học sinh giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực và phát huy tài năng sáng tạo của học sinh trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Ngay sau chương trình nghệ thuật, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy với chủ đề Bữa cơm ngày Tết nội trú và đốt lửa trại đón chào năm mới 2024. Chương trình Thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.